Xin chào cả nhà. Hôm nay mình là chị Rang Hạt Lanh. Đây là Hạt Lanh Organic của hãng Michael Pháp. Hãng này đã có lâu đời rồi. Hãng này thành lập năm 1936 tại bên Pháp. Hoàn toàn là đây là một dòng sản phẩm hữu cơ Organic có chứng nhận châu Âu. Cái hạt lanh là cái hạt nó chí kẹo à, nó lớn hơn hạt mè chứ thôi. Đây là gói này, khi mình rang á, cái này mình cũng nãy cũng là mình làm sơ rồi, nhưng mà khi rang á là các bạn là rửa hai cái tay đi, rửa hai cái tay cho nó rửa tay sạch, mình nhúng nước rồi mình phải bóp đó, tức là cho lấy cái tay á, lấy cái tay á, mình vò cái hạt lanh này đó. Lấy tay mình vò hạt lanh cho nó dính thấm một xíu nước thôi, tức là nó thấm từ cái tay mình thôi, chứ nếu mình rang không là nó dễ bị cháy. Hoặc là có cách người ta lấy cái bình xịt ta phun, tức là theo cách là mình rang như rang mè á, thì khi mình muốn rang là mình lấy cái tay mình rửa tay, mình nhúng cái tay mình nước, rồi mình trộn cái hạt lanh này, trộn vào, mình trộn cho nó đều hết này, xong rồi bỏ vô cái nồi. Ở đây cái này là rang nó nổ dữ lắm. Thật ra mình rang cái chảo á, nó nổ nó văng ra ngoài đây này. Mình rang cái chảo này là nó văng hết, nó văng tá là hết. Bây giờ buộc mình phải rang cái xoong. Nếu anh em kỹ nữa là mình đậy nắp lại. Đậy nắp. Thì mình rang mình để lửa thì nó vừa nó giống như rang mè thôi. Đó. Cái đây mình đã rang rồi. Đó, mình rang vừa chín rồi. Sau khi rang xong á, rang xong á là các bạn trút ra vô một cái hộp nữa. Ta đậy lại ở lúc là nó càng chín hơn, hay cả nếu mình khi nó chín vừa nó mới nổ lúc bất rồi, theo kinh nghiệm của mình á, trong cái tiếng nổ nó lết tách, nó nổ chừng 5-6 hạt đấy là rồi mình lắc, mình đợi lại. Còn không các bạn không để trong cái nồi cái chảo nó trút ra một cái tô hay là cái gì đấy, rồi xong mình lấy một cái ấy mình đợi lại để gì. Tại vì mình làm thế là cho nó cân bằng âm dương. Nói tóm lại nếu quý vị nào mà đã ăn thực dưỡng á, là cái cách mà rang mè theo phương pháp Osawa á, thì cái này làm nó cũng giống vậy thôi, là nó sẽ hay hơn. Nếu ai mà đã ăn thực dưỡng á, ăn Osawa á, thì cái phương pháp rang mình áp dụng y như cái phương pháp rang mè của thực dưỡng Osawa vậy thôi. Tức là ăn là nó chống khát nước. Còn đây bây giờ mình nói là cái tính năng của hạt lanh đó, nó là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ múc ra cái này. Cái này mình đã rang chín rồi. Còn cách ăn thì có thể mình ăn không được, có thể mình bỏ vô cái cối xay tố xay tiêu á, bỏ mình xay nó ra thành bột, rất đồ ăn bột không á, thì mình bỏ mình ăn như thế này nè, ăn nguyên hạt được, mình bỏ vô, nói chung là mình phải nhai chứ không được nuốt nguyên hạt,
Thì nó chín rồi, giòn, thơm lắm. Mình rang bằng cái đồ gỗ hoặc là mình đảo bằng gỗ hoặc là cái những cái đồ nhựa này, ok lắm. Nói chung là mình nên rang lấy cái muỗng quậy là nó hay. Còn đây là mình chép ra 10 công dụng mà bạn nên ăn hạt lanh mỗi ngày. Đây là các nhà khoa học học viên. Bây giờ mình sẽ giới thiệu là 10 công dụng cái hạt hạt lanh này mà mình nên ăn hàng ngày các bạn nha. Mình nhai nhuyễn luôn thôi, nó có độ nhất nhất cái chân. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu qua 10 công dụng, lý do, tức là 10 lý do bạn nên ăn hạt lanh mỗi ngày. Và cái là nhỏ, cái hạt nó là chỉ lớn hơn hạt mè xíu thôi, nhỏ nhưng có vỏ. Hạt lanh được mệnh danh là một trong những loại siêu thực phẩm có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày. Đó. Một, hạt lanh chứa axit béo omega 3. Axit béo omega 3 có thể giúp chống viêm và giữ mức cholesterol trong mức kiểm soát. Ngoài ra, nó còn có thể giúp cải thiện tâm trạng và các bệnh rối loạn tâm thần như trầm cảm. Hai, hạt lanh giàu protein. Hạt lanh là một nguồn cung cấp dồi dào protein thực vật. Protein sẽ giữ cho các cơ và xương khỏe mạnh, đồng thời giúp tăng cường chức năng nhận thức để người ăn luôn cảm thấy tỉnh táo và tập trung. Ba, hạt lanh có chứa chất xơ hòa tan. Hạt lanh là một nguồn chất xơ tốt, có thể thúc đẩy sức khỏe đường ruột và làm giảm mức cholesterol không tốt trong máu. 4. Hạt lanh có chứa chất xơ không hòa tan. Chất xơ không hòa tan giúp tiêu hóa tốt hơn, đặc biệt là có ích cho những người bị táo bón. Còn tới đây dây lao xíu anh. Còn uống trà ký tử và táo đỏ chế nãy giờ cũng 30 phút rồi, nó ra rồi giờ đây là trà ký tử và táo đỏ. Trong đây mình làm nhúng ký tử và hai cái táo đỏ, đây là cũng là dòng organic luôn, cái hạt lanh này cũng là organic đó. Ồ, nói chung là sức khỏe là vàng các bạn. Hỏi mình cứ bổ sung được cái gì là bổ sung trong cái điều kiện của mình, trong khi chờ nó cái ly nước nó nguội, mình thêm cái này ra và làm thêm cái thìa đó. Khi mình ngồi mình ăn có thể là ngồi nước phay, ngồi trên mạng lớn là coi như mình rang xong rồi bỏ vô hũ vô hộp nữa. Lấy cái thìa nhỏ nhỏ, cái thìa ra hơi lớn. Rồi mình nhai thôi, ngày mình làm vài thìa thôi. Rất lên đồ ăn, rất lên cơm. Còn cách tốt nhất á, mình đem mình xay ra. Bỏ trong cái cối xay sinh tố mà là cái cối mà xay chi tiêu á. Nói mình xay. Thay nó ra bột, dù mình rắc đồ ăn thức uống hay là mình làm bánh làm kem, nói chung là tại khi mình để nguyên hạt kìa là mình phải nhai cho nó bể ra, nó vỡ ra. Chứ còn các bạn nuốt không vô thì nó không có tác dụng nữa.
nó không có hấp thu cơ thể mình làm để tiêu hóa, nó không hấp thu được. Nhai nó ra nó cũng cắt dần thơm, độ sánh độ dẻo hơn ngọt. Rất là ngon. Đến ngày mình không cần nhiều, mình làm chừng vài thìa cà phê là đủ à. Cái này uống là cà táo đỏ tứ tử nó ngon sao. Đây là cà này. Mình làm từng hai bình, có thể cắt một cây rưỡi táo được, hay một trái thì tùy theo. Tại cái bình này là nửa lít, hai táo thì hai trái thì nó ngọt. Bình này nửa lít, ở bình này nó giữ nhiệt cực khủng, giữ 24 tiếng. Mình để cả đêm qua tháng sau, hôm sau mình uống vẫn còn nóng. Phải khỏi uống nha. Hỏi uống nha, nóng lắm. Bây giờ để tiếp tục giới thiệu thêm 10 lý do mình nên ăn hạt lanh mỗi ngày. Để mình đọc tới phần số 4 rồi. Nghĩa là 4, hạt lanh có nhiều chất xơ không hòa tan. Chất xơ không hòa tan giúp tiêu hóa tốt hơn, đặc biệt là có ích cho những người bị táo bón. 5, hạt lanh có chứa nhiều chất chống oxy hóa. Hạt lanh có chứa hàm lượng lignan cao, một loại chất chống oxy hóa giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn và các vết chân chim. Nhăn đỉnh đáng chân chim này của người ngoài 30 tuổi bắt đầu là lão hóa. Tức là hạt lanh có nhiều chất chống oxy hóa giúp cho da mặt mình là coi như là nó giảm cái nếp nhăn. Tức là khỏi phải đi thẩm mỹ viện. Cái đó thì dùng rồi sẽ biết. Còn mình thì cũng đang mới bắt đầu các bạn, mà mình thấy cũng hình như là cũng được á. Da mặt mình nó đỡ khô đấy, mấy bữa da nó khô lắm. Mình mới ăn có xíu rồi, mấy gói này nửa ký mà mình mới làm có xíu, mới mấy chục gram à, mà mình thấy cũng công dụng cũng tốt ghê đó. Đó, mình đang tiếp tục là mình dùng thôi. Tại giá nó cũng không cao lắm, một ký của nó là cũng tầm 200 mấy thôi mà Olympic. Mà nếu mà nửa ký này á khoảng 100 mấy ngàn, 100 mấy chục ngàn thôi nửa ký. Bây giờ nửa gói này xài chắc mấy tháng luôn, để mình xài thử rồi đó. Sáu là hạt lanh giúp giảm nguy cơ ung thư. Một số nghiên cứu đã cho thấy hạt lanh có thể tác dụng bảo vệ chống ung thư vú. Ung thư vú, phụ nữ sợ nhất là ung thư vú. Ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Nữ là vú mà đàn ông là tuyến tiền liệt. Bị tuyến tiền liệt là thâu rồi lụa mơ đàn ông á. Trên bảo dưới chả nghe luôn á, bị tiếng tiền liệt. Còn
phụ nữ là coi như là cái vòng một, là hiện nay là sợ nhất cái đó. Bảy, hạt lanh giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các axit béo omega 3 có thể giúp hạ huyết áp cũng như cải thiện mức cholesterol giúp chống lại bệnh tim. Mình cũng nói thật cho các bạn, mình hôm nay là tuổi này tuổi về hưu rồi đó. Theo lịch cũ, còn lịch mới bây giờ thì vẫn kỳ thêm mấy năm nữa đó. Nhưng mà mình không biết như thế nào. Vừa rồi thì mình cảm thấy là trước đây là cứ mình cứ mỗi ngày làm đủ một viên thuốc hạ huyết áp, nhưng mà cả tháng này mấy tháng này hầu như mình không uống nữa. Thứ nhất là mình uống giấm, mà như sáng giờ thì mình cũng là đi ăn thì mình cũng mang theo cái giấm thôi, giấm thì giấm cũng giấm giấm táo Onyx á, mình uống giấm. Mà uống giấm thì nó giảm cân ok lắm. Những cái quần trước đây mình mặc không được thì bữa nay mình mặc vô tư rồi đó. Thì coi như nói về huyết áp là không có, chứ còn cái hạt lanh thì mới ăn thôi. Nhưng mà hạt lanh thì mình cảm nhận là cái mình da mặt nó hơi khô, da mặt khô. Nhưng mà mình dùng cái này một xíu mình cảm giác là nó đỡ khô da mặt. Thì mình không biết cái nó như thế nào, nhưng mà thứ nhất là huyết áp mình không 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 dùng rồi, mình không uống huyết áp rồi, mà huyết áp mình vẫn cứ ổn, đạp xe đạp ok luôn. Và còn cái da mặt mình nó đỡ đỡ khô hơn. Không biết để tiếp tục mình dùng hết gói này mình như thế nào mình có kết quả, chứ còn hiện giờ thì nó cũng số quá. Nhưng mà bước đầu mình thấy là ok đó. Nữ bữa nay mình mới đem mình rang, mà xưa đây mình đang sống không à, bữa nay mình cứ mình bóc cho mình nhai thôi à. Bữa nay mình làm bài bản mà mình đem mình rang à. Trước mình cũng có rang rồi, mình rang trên cái chảo này cái văng quá, mình rang xíu à, cái văng tầm lum hết. Giờ mình mới rang vô cái nồi này đó. Trước mình có rang và rang ít thôi, trước rang đâu coi như là mấy thìa à. Tám là hạt lanh giúp giảm viêm. Hạt lanh có chứa nguồn omega 3 dồi dào giúp giảm viêm. Chín là hạt lanh giúp kiểm soát cân nặng. Cái này hiện nay là chị em ta là cứ tăng giảm cân đó. Dạo này trên thị trường đang còn hot hạt lanh đó. Mình bây giờ cũng đang chờ công ty nó về, cũng đang có mấy đơn hàng gửi đi về Sài Gòn, Cần Thơ. Hiện nay là đang nợ ba đơn hàng, một chỗ lấy 1 ký, một hai chỗ tổng cộng là đang 4 gói này đang đang nợ khách hàng, hàng chưa chưa có về. Còn hạt lanh trên thị trường thì họ bán cũng rất nhiều, nhưng mà mình chuyên bán cái dòng dòng này thôi, cái dòng Onyx này bán chính hãng này. Cái đây nó có màu màu vàng và màu đà, có hai dòng thôi. Các bạn tham khảo trên fanpage của mình, fanpage của mình là hạt lanh organic. Là nó đầy đủ thông tin ở đấy. Phần bày là hạt lanh organic, đó. Hạt lanh giúp kiểm soát cân nặng với chất xơ cao. Hạt lanh dễ lấp đầy dạ dày và giúp người ăn cảm thấy no lâu hơn, từ đó làm giảm sự thèm ăn. 10. Hạt lanh giúp cải thiện sức khỏe đường ruột. Đó. Chất xơ trong hạt lanh sẽ thúc đẩy nhu động ruột tốt hơn, thường xuyên hơn, nhằm chống lại chứng táo bón và các vấn đề liên quan đến ruột, đồng thời cũng làm giảm nguy cơ ung thư. Rồi, đây là 10 công dụng của hạt lanh mà bạn nên nên ăn hàng ngày. Thì mình không biết sao, nhưng mà coi như là thật ra nó như giúp ruột gan thì khỏi biết, nhưng mà mình thấy nó có cái cách nhiều chờ thôi, là mình nghĩ là cũng có khi là đúng, giúp nhu động ruột vậy đấy. Tại vì mình không phải là bác sĩ, không rành nó chứ mà. Nói về cái khoái khẩu á, mình để nguyên là nhai nó nghe cái tiếng rệu rệu, nó giòn giòn giống như bánh tráng nướng,
Là nó thơm thơm, nó bốc lên cái mũi nó thơm 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 thơm. Cái hoàn toàn nó không có hương liệu gì, cái hương nó là khó khó tả lắm. Dù nó có vị nhức nhức, nhớ giống như là mồng mồng tơ ấy. Ai ăn mồng tơ thì biết, nó nhớ giống như mồng tơ, có vị nó hồng hồng béo béo, nó không không béo béo lắm, ngọt thì nó vừa, hậu vị rất là tốt, không bị chua bị ghét gì trong cái cuốn họng này. Nói chung là mình cảm nhận là rất tuyệt vời với cái mức giá như này thì nó cũng không có so với cái mặt bằng giá ở đây thì cũng không có đắt. Hàng đây được nhập trực tiếp từ bên Pháp về, là một cái nông trại có tầm cỡ trên thế giới này, đã gần 100 năm rồi, hàng đây hàng của châu Âu. Với một gói này thì nó dao động trăm mười mấy trăm hai chục nghìn, tức là một gói một ký maximum. Nếu các bạn mua một ký nó thì maximum cỡ 250 một ký, cũng bằng ký thịt heo, thịt rẻ hơn ký thịt bò đó. Mình một ký mình dùng coi như là cả gia đình, cả tháng luôn. Gia đình nếu mà 4 người thì một ký bảo đảm là dùng, nếu gia đình 4 người bình thường một tháng dùng nửa ký thôi, nửa ký là cỡ trăm mấy ngàn, trăm hai trăm trăm mười mấy ngàn thôi. Cái giá này hiện tại bữa nay mình bán là 113 ngàn đó. Là bán tại chỗ chưa có ship á, là 113 ngàn một gói nửa ký thế này. Còn cái này nó cũng biến động theo giá nhập của công ty lên xuống này nọ, ở mình cũng làm đại lý thôi đó. Cái này nó lệ thuộc từ công ty mẹ cung cấp. Cái giá hiện tại là 113 ngàn đó. Thì qua đây là 10 lý do mà bạn nên dùng sạc lanh mỗi ngày thì mình đã đọc rồi. Thôi giờ để tóm tắt lại thì mình sẽ đọc lại một lần nữa đó, đó. 10 lý do bạn nên ăn sạc lanh mỗi ngày. Nhỏ nhưng có vỏ, hạt lanh được mệnh danh là một trong những loại siêu thực phẩm có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bổ sung vào thực đơn hàng ngày. 1. Hạt lanh chứa axit béo omega 3. Axit béo omega 3 có thể giúp chống viêm và giữ mức cholesterol trong mức kiểm soát. Ngoài ra, nó còn có thể giúp cải thiện tâm trạng và các bệnh rối loạn tâm thần như trầm cảm. 2. Hạt lanh giàu protein. Hạt lanh là một nguồn cung cấp dồi dào protein thực vật. Protein sẽ giữ cho các cơ và xương khỏe mạnh, đồng thời giúp tăng cường chức năng thận, chức năng nhận thức để người ăn luôn cảm thấy tỉnh táo và tập trung. 3. Hạt lanh có chứa chất xơ hòa tan. Hạt lanh là một nguồn chất xơ tốt, có thể thúc đẩy sức khỏe đường ruột và làm giảm mức cholesterol không tốt trong máu. 4. Hạt lanh có chứa chất xơ không hòa tan. Chất xơ không hòa tan giúp tiêu hóa tốt hơn, đặc biệt là có ích cho những người bị táo bón. 5. Hạt lanh có chứa nhiều chất chống oxy hóa. Hạt lanh có chứa nhiều hàm lượng linan cao, một loại chất chống oxy hóa giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn và vết chân chim. 6. Hạt lanh giúp giảm nguy cơ ung thư. Một số nghiên cứu đã cho thấy hạt lanh có thể có tác dụng bảo vệ chống ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. 7. Là hạt lanh giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các axit béo omega 3 có thể giúp hạ huyết áp,
cũng như cải thiện mức cholesterol giúp chống lại bệnh tim. 8. Hạt lanh giúp giảm viêm. Hạt lanh có chứa nguồn omega dồi dào giúp giảm viêm. 9. Hạt lanh giúp kiểm soát cân nặng. Với chất xơ cao, hạt lanh dễ lấp đầy dạ dày và giúp người ăn cảm thấy no lâu hơn, từ đó làm giảm sự thèm ăn. 10. Hạt lanh giúp cải thiện sức khỏe đường ruột. Tức là 10. Hạt lanh giúp cải thiện sức khỏe đường ruột. Chất xơ trong hạt lanh sẽ thúc đẩy nhu động ruột tốt hơn, thường xuyên hơn nhằm chống lại chứng táo bón và các vấn đề liên quan đến ruột, đồng thời cũng làm giảm nguy cơ ung thư. Đây là 10 công dụng của hạt lanh mà trên fanpage của mình cũng có các bạn. Đây là hạt lanh organic, các bạn cứ vào fanpage là hạt lanh organic và nó sẽ có đầy đủ cái tính năng của hạt lanh và giá bán cập nhật theo từng tháng, có chương trình, tất cả các chương trình khuyến mãi vân vân, và đặc biệt có hướng dẫn làm sữa hạt lanh rồi chế biến vân 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 vân, tất cả ở trên cái phần bày của mình. Và bây giờ mình sẽ kết thúc cái video đây, và xin chào và hẹn gặp lại những cái video lần sau. Xin cảm ơn.